cái phần tay này, quý vị này, cái phần tay của cái bộ ghế khổng tử này thì được làm bo cong như này. Thì lúc chúng ta ngồi như này này thì cái cảm giác để tay này rất thoải mái, nó không bị cấn quý vị nhá, không bị cấn, rất là thoải mái khi chúng ta ngồi tì tay như này đó. Còn vân gỗ hương thì quý vị biết là vân gỗ hương rất là đẹp và giá trị. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nha. Tiếp tục trong buổi sáng ngày hôm nay lại làm một video clip và giới thiệu sản phẩm một mẫu bàn ghế phòng khách cực kỳ là mới, được nghe em sẽ review trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì đây là một bộ bàn ghế này có tên là bộ bàn ghế khổng tử vách đục sơn thủy quý vị nhé, bao gồm 6 món và chất liệu gỗ sử dụng là chất liệu gỗ hương đá, chất liệu gỗ rất là tốt và quý hiếm, được khách hàng sử dụng rất là nhiều hiện nay. Thì mẫu ghế này cũng khá là mới quý vị nhé, khá là mới, được khách hàng gần đây thì là cũng bắt đầu ưa chuộng và sử dụng rất là nhiều. Thì bộ bàn ghế này có gì thì ngay sau đây thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho mọi người. Trước mặt quý vị đây là hình ảnh chiếc đoạn dài. Chiếc đoạn dài này thì có kích thước là 2m4, sâu 65 quý vị nhé. Thì đây em sẽ quay chi tiết hơn từ cái phần chân này lên. Phần chân này thì là cũng được banh cong giống như mẫu chân ghế Tần Thủy Hoàng, tuy nhiên là sẽ được đục chạm thêm những cái đường nét hoa văn. Đây là mẫu hoa văn của Trung Quốc đó. Nên là cách điệu lên rất là đẹp, phần yếm cũng vậy, toàn bộ phần hoa văn là hoa văn truyện tàu quý vị nhé, hoa văn của tàu theo phong cách của Trung Quốc lối cổ, phần yếm này cổ cũng thế. Và cái điểm đặc biệt của những cái bộ sản phẩm như này là nhà em làm thì cực kỳ là dày dặn. Những sản phẩm thông thường chỉ dày khuôn tranh này chỉ dày 2,5 phân thôi, còn phần khuôn tranh này của em là làm dày 4 phân quý vị nhé. Khuôn tranh là dày 4 phân, ván mặt dày 2 phân, ván mặt thông thường thì dày có hơn 1 phân thôi, một chút thôi. Đây ván mặt này em là dày 2 phân đậu, rất là chắc chắn quý vị nhé, khác so với những sản phẩm thông thường là hàng là làm dày dặn hơn. Cái phần tay này quý vị này, cái phần tay của cái bộ ghế khổng tử này thì được làm bo cong như này. Thì lúc chúng ta ngồi như này này thì cái cảm giác để tay này rất thoải mái, nó không bị cấn quý vị nhé, không bị cấn, rất là thoải mái khi chúng ta ngồi tì tay như này đó. Còn vân gỗ hương thì quý vị biết là vân gỗ hương rất là đẹp và giá trị. Cái phần trương ghế này, trương ghế thì là một tấm gỗ phẳng dài và được vanh thành ba đoạn cong như này để tựa đầu đó, cũng như là cái họa tiết hoa văn thì là có đục triện cũng như là hoa văn nổi của Trung Quốc. Toàn bộ là hoa văn chúng tôi là hoa văn cách điệu của Trung Quốc hết quý vị nhé, theo phong cách của Trung Quốc, phong cách cổ điển Trung Hoa thì là đẹp đó. Những cái con nghê hóa này, nghê hóa này, tất cả những cái mẫu đục chạm này đều là mẫu đục chạm theo lối của Trung Quốc, triện đó, mây tàu hết, mẫu Trung Quốc hết. Cái vách này thì là vách đục cảnh sơn thủy hữu tình, được chạm khắc cực kỳ là sắc nét theo mẫu là mẫu sơn thủy hữu tình quý vị này. Có mây núi này, có những cây tùng này, cảnh phong cảnh xa xăm này, cực kỳ là đẹp như một bức tranh luôn. Đó, hàng thì là rất là dày dặn quý vị nhá. Độ dày dặn thì không phải bàn tới rồi. Cái phần bàn này thì kích thước là 75 và 1m4. Toàn bộ là ván là dày 2 phân hết quý vị ạ. Ván dày 2 phân hết, cực kỳ là chắc chắn. Cực kỳ là chắc chắn, quý vị hoàn toàn yên tâm về độ chắc chắn của bộ ghế này. Bàn gồm 2 ngăn kéo. Và mặt bàn, đặc biệt là mặt bàn có đục chống đồng Đông Sơn. Thì phần chống đồng này thì lại hoa văn đặc trưng của Việt Nam rồi, con cháu vua Hùng rồi, bốn góc là có hoa lá tây. Đó, hai bên này là hai chiếc ghế nhỏ này. Hai chiếc ghế nhỏ, tôi quay tổng thể hai chiếc ghế nhỏ cho quý vị khách hàng có thể xem được. Khá là đẹp. Mỗi người một phong cách, mỗi người một sở thích riêng. Mọi người nào mà yêu mến thì có thể tham khảo bộ ghế này. Thì một mẫu ghế cực kỳ là mới, mẫu ghế cực kỳ là mới và nó còn mang phong cách gì đó cổ điển của Trung Quốc, rất là đẹp, cổ điển của Trung Quốc. Và cái cảm giác ngồi thì cũng rất là thoải mái quý vị nhé. Chúng em thiết kế cái phần ghế ngồi này rất là vừa hợp, phù hợp với đa số cái dáng người cũng như là chiều cao của người dân Việt Nam, ngồi cực kỳ thoải mái. Hai bệ tay là được vát tròn, cảm giác rất thoải mái khi chúng ta tì tay vào. Sản phẩm thì bao gồm có 6 món là một đoạn dài, hai ghế nhỏ, một bàn, một đôn nối đầu bàn và một đôn ngồi. Về hàng gỗ thì quý vị xem được
cái sản phẩm gỗ này. Thì toàn bộ khách hàng đặt hàng bên em là đều được chúng em quay mọc sản phẩm chi tiết trước khi đưa vào hoàn thiện quý vị nhé. Thì em đã quay mọc cái sản phẩm này trước khi hoàn thiện cho khách hàng rồi, và khách hàng cũng đã đến tận nơi và ký duyệt mọc của sản phẩm này rồi. Để hoàn thiện thì hôm nay em chuẩn bị bàn giao. Đây chiếc xe anh em ngoài này, chuẩn bị bàn giao thì em sẽ quay lại video clip làm kỷ niệm và cũng như là giới thiệu đến mọi người ai đang quan tâm đến bàn ghế phòng khách hoặc là đồ nội thất thì có thể tham khảo. Đây, cái phần mặt ghế này vân như sóng biển luôn quý vị ạ. Vân rất là đẹp. Thì vừa rồi em đã giới thiệu chi tiết về thông số cũng như là hoa văn rồi thì chi tiết về bộ ghế này rồi. Mọi người nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Đây là địa chỉ trên màn hình này, tại Văn Phúc Cẩm Khê Phú Thọ. À, số điện thoại là 0957 51086, và em sẽ xin kết thúc cái video ở đây, chuẩn bị bốc xếp cái bộ bàn ghế này cho khách hàng. Ok mọi người nhé.